chào mọi người. Trên tay của mình đang cầm là một cuộn băng keo Chutco, mã của nó là ASF110FR. Hiện cái băng keo Chutco này được sản xuất trực tiếp tại xứ sở mặt trời mọc là Main Japan. Thì cái cuộn băng keo của mình đang cầm thì nó đang có kích thước là 0.13 nhân cho 100 và nhân cho 10. 0.13 là cái bề dày của băng keo, cái độ dày. 100 có nghĩa là 100mm là cái bề rộng, và 10 là 10m. Mình sẽ mở cái đây là cái cuộn băng keo ở bên trong của nó. Và bên trong của cuộn băng keo thì cái lõi của nó sẽ cũng được khắc cái thương hiệu của Chutco, để mà mình tránh cái việc giả mạo á mọi người. Đây là cái cuộn băng keo Chutco, độ dày 0.13 và bề rộng của cái cuộn băng keo đạt là 100mm. Cảm ơn mọi người đã xem qua cái video clip này. Nếu mọi người có cái nhu cầu về băng keo Chutco thì vui lòng liên hệ đến số hotline của công ty bên mình, 090 978 3433. Hiện công ty bên mình đang phân phối trực tiếp cái hãng băng keo Chutco này tại Việt Nam.